Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Nhân dịp năm mới 2019, gia đình Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả quý vị độc giả của báo Gian. Xin cầu chúc tất cả quý vị một năm mới thật dồi dào sức khỏe, công việc lúc nào cũng gặp được nhiều điều may mắn, bình an trong cuộc sống, an khang thịnh vượng và vạn sự cát tường.